Chào mừng toàn thể các bạn đã đến với chương trình Radio Tư vấn Online của công ty tư vấn du học Tân Đại Dương, là công ty tư vấn hàng đầu Việt Nam với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn du học và du lịch các nước. Hôm nay Tân Đại Dương xin giới thiệu đến các bạn về chương trình học tập tại trường Carver Langley Community College, trường được gọi tắt là KCC của Mỹ. Sinh viên hoàn thành chương trình cao đẳng tại trường KCC được chuyển tiếp lên học năm 3 hoặc là 4 tại các trường đại học trên toàn nước Mỹ. Những sinh viên tốt nghiệp các ngành du lịch, hoạt động nhà hàng khách sạn, nấu ăn và các chương trình kinh doanh có thể chọn chương trình thực tập lấy kinh nghiệm thực tiễn trong thời gian là 12 tháng sau khi nhận bằng tốt nghiệp. KCC tọa lạc trên đảo Hawaii cùng với khuôn viên xanh gần gũi với thiên nhiên. Trường có hơn 9.000 sinh viên đại diện cho 50 nền văn hóa của 50 quốc gia khác nhau trên thế giới theo học. Trường có 54 chương trình học tập và đào tạo nghề, tỷ lệ giảng viên và học sinh là 18:1, không yêu cầu điểm SAT. Trường KCC là thành viên trong hệ thống của các trường tại Hawaii gồm có 3 trường đại học, 7 trường cao đẳng, cộng đồng và 4 trung tâm giáo dục và nhiều cơ sở nghiên cứu trên 6 hòn đảo của bang Hawaii. Trường được công nhận bởi Hiệp hội Trường học và Cao đẳng phía Tây đào tạo từ cao đẳng cử nhân đến sau đại học. Để cập nhật thông tin mới nhất về chương trình học, thủ tục nhập học, hồ sơ chứng minh tài chính khi du học tại Mỹ, các bạn có thể liên hệ qua hotline 0996277629 hoặc 0166515771. Thông tin du học ở Mỹ tại trường KCC cụ thể gồm các ngành học là ngoại ngữ, giáo dục và đào tạo, khoa học xã hội và truyền thông, khoa học ứng dụng và khoa học cơ bản, y tế, sức khỏe, lữ hành, du lịch và khách sạn. Chương trình học tiếng Anh và các chương trình khác gồm có chương trình học tiếng Anh IELTS, TOEIC, TOEIC, chương trình cao đẳng liên kết nghệ thuật, chương trình cao đẳng liên kết khoa học, các chứng chỉ CC và CA, chương trình trao đổi sinh viên với các trường đại học ở các tỉnh bang khác và khi cần được hỗ trợ các thủ tục hồ sơ du học các nước cũng như điều kiện nhập học tại các trường, các bạn hãy liên hệ ngay với chúng tôi, công ty Tân Đại Dương để được hỗ trợ qua hotline 0996277629 hoặc 0166515771. Và hiện nay công ty Tân Đại Dương chỉ có 3 nơi và không có chi nhánh ở các tỉnh phía Bắc. Các bạn có thể truy cập vào các website của công ty tandaiduong.edu.vn và tddvn.com để tìm hiểu thêm về chương trình du học. Đến với chương trình chia sẻ qua du học Mỹ của công ty Tân Đại Dương. Và đến với chương trình hôm nay thì có sự góp mặt của bạn Trương Ngọc Phương Anh vừa nhận được visa du học Mỹ. Và ngay bây giờ đây thì mời các bạn cùng có cuộc trò chuyện ngắn với bạn Phương Anh nhé. À, chào Phương Anh. Chào chị. Em biết đôi nét về bản thân em. Em tên Trương Ngọc Phương Anh. Em vừa mới kết thúc lớp 11 tại trường Trần Phú và hiện tại em đang học lớp 12 và em vừa được nhận visa du học Mỹ. Em vừa giới thiệu là em đã hoàn tất cái lớp 11 tại Việt Nam. Dạ. Thì không biết là qua Mỹ mình sẽ học tiếp chương trình gì bên đó em ha? Em sẽ học chương trình High School Completion, nghĩa là trong 2 năm em sẽ được có bằng cao đẳng và bằng phổ thông trung học luôn. Với cái chương trình đó thì nó sẽ tiết kiệm được thời gian hơn đúng dạ. không? Mình sẽ học ở bang nào và trường nào bên Mỹ em? Em sẽ học ở trường Seattle, ở thành phố Seattle, bang Washington. Trường từng được bình chọn là trường cao đẳng học thức của bang. Rồi trường cũng được rất nhiều học sinh quốc tế chọn làm nơi đến. Và ký túc xá của trường thì rất là hiện đại, rất là phù hợp và thuận tiện cho em trong việc học ở đó. Vậy là qua bên Mỹ thì mình sẽ ở ký túc xá của trường hay sao? Dạ, vâng. Vậy là mình, đây là lần đầu tiên em sang nhà. Dạ. Thì cái cảm giác mà lần đầu tiên đi xa nhà thì em có cảm thấy là sợ hay là lo lắng gì không? Lúc đầu thì em thấy rất là thích thú. Nhưng mà nhiều người khi mà nhận được visa rồi thì em cũng hơi lo. Tại vì ở chung với gia đình lâu rồi, bây giờ thấy xa gia đình thì cũng rất là đông và sợ. Một mình xa nhà đúng không? Dạ. Thì khi mà qua bên Mỹ học, nếu như mà cần sự hỗ trợ gì thì em cứ liên hệ với lại các nhân viên của Tân Đại Dương. Dạ. Thì chúng tôi sẽ hỗ trợ em trong thời gian học tập tại Mỹ ha. Dạ. Chắc chị hỏi thêm là cái cảm nhận của em khi làm hồ sơ tại Tân Đại Dương thì như thế nào? Khi làm hồ sơ Tân Đại Dương thì em rất thích cái cách mà mấy chị phổ biến, rất là tận tình và chu đáo. Mẹ em và em đều thích. Mẹ em lúc đầu thì mẹ em chỉ là tình cờ search trên mạng công ty của mình. Rồi khi mà tư vấn thử thì chị Oanh tư vấn cho mẹ em thì mẹ em thấy rất là thích.
với lại chị Oanh rất là gần gũi. Rồi mẹ em thích cái cách phong cách tư vấn của chị Oanh nên mẹ em đã quyết định chọn Tân Đại Dương làm giấy tờ để em đi du học. Khi em học phỏng vấn ở đây thì lúc đầu học với anh Khôi cũng rất là tận tình, chỉ cho từng cái một, dạy cho cách để mà tìm trường này như thế nào. Còn bên chị Oanh thì chị Oanh rất là tận tình với em, chỉ em từng cái một, cái gì mà em chưa biết hoặc là tiếng Anh em còn yếu vô nào thì chị chỉ rất là tận tình. Trong quá trình trình thông tin về trường thì lúc đầu thì em chưa có ý định là du học, nhưng mà khi mà chị Oanh thông tin cho em về trường này thì mẹ em và em thì cũng tìm sơ rồi, nhưng mà em cũng chưa tìm được nhiều trên mạng. Khi đi học với anh Khôi á thì những cái trang web mà liên quan tới trường học này nọ thì anh Khôi chỉ từng cái một, trang web này dùng để làm gì, xong rồi anh còn chỉ sửa cho cách nói làm sao cho tốt, rồi tiếng Anh như thế nào thì dễ đọc và thuận tiện cho tụi em khi đi phỏng vấn. Còn anh bảo anh lúc đầu khi mà chuẩn bị đi phỏng vấn em rất là sợ, nhưng mà khi mà nói chuyện với anh bảo anh em thấy mình rất là tự tin và tự tin hơn. Anh bảo anh rất là tự tin. Cho chị hỏi thêm là cái dự định của Phương Anh sau khi mà học xong tại Mỹ thì em có cái dự định như thế nào? Em chủ yếu của em đi học là để giúp cho gia đình phát triển và cũng như quản lý công ty của gia đình, nên khi đi học ở Mỹ thì em sẽ quay về với gia đình và phụ giúp trong công việc của gia đình. Thì là nhớ gia đình mình hiện tại là đang có công ty riêng. Dạ. Thì công ty của gia đình mình là về cái lĩnh vực gì ạ? Dạ. Nhà em thì sản xuất và cung cấp cùng đồ bộ cho các chợ và các siêu thị lớn ở trong thành phố của mình cũng như các tỉnh khác ở trên Việt Nam. Chị cảm ơn em chia sẻ của Phương Anh nha, và chúc cho em thì sẽ hoàn thành được ước mơ của mình trong tương lai. Dạ, em cảm ơn. Vừa rồi thì các bạn cũng vừa lắng nghe những chia sẻ của Phương Anh về quá trình làm hồ sơ của mình như thế nào. Và để tham khảo thêm những chia sẻ của những bạn đã đạt được visa du học Mỹ thì các bạn có thể tham khảo tại website tandaiduong.edu.vn hay là tdvn.com. Xin chào và hẹn gặp lại.